Chào tất cả anh em từ miền Nam ra miền Bắc, tất cả các em đam mê câu cá. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 3. Shop Tú Kỳ CP tiếp tục gửi đến em một lô máy hàng cận Nhật anh em nhé. Thì mình vừa cập bến. Lô lần này thì gửi đến em bao gồm là 58 con máy. Đủ cái loại hết anh em nhé. Và một số dây. Thì anh em hỏi dây nhiều lắm. Chuyến này mình về được một ít ha. Cái dòng máy lure câu sông hồ, dòng máy ngang, dòng máy câu cá tra, dòng máy câu lục, câu bạc bờ biển. Anh em thích con nào cứ alo trực tiếp với shop mình qua số điện thoại 0976 977 106. Mình ship hàng tận nhà cho anh em, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Thì như thường lệ, mình cũng sẽ đi vào thông số chi tiết cũng như là giá từng con cho anh em tham khảo anh em nhé. Thì đầu tiên mình giới thiệu đến em là một số con máy ngang nhé. Trên tay mình đây. Mã số 1 là một con máy Shimano cọc ti dông. Đeo dòng cọc ti dông tay quay trái. Chạy 5 bậc đạn. 1501 hàng Made in Japan. Cho anh em lure cá lóc cá chẽm anh em nhé. Hoạt động mượt mà. Con này trang bị thắng FVS giá 1 triệu 3 anh em nhé. Mã số 1 1 triệu 3. Kế tiếp mã số 2 Shimano cọc ti dông 1501 spool titan 7 màu ha. Giá là 1 triệu rưỡi. Vẫn tương tự Made in Japan. Rất là mượt. Kế tiếp mã số 3 là một con Shimano cọc ti dông. Con này là 1500 anh em nhé, tay quay phải. Giá 1 triệu 2 anh em nhé, Made in Japan. Hình thức thì anh em có thể đánh giá. Đồng mực mà. Kế tiếp mã số 4 là một con máy ngang Shimano. Đây là một dòng Shimano Antares. Cọc ti dông Antares em nhé, hàng Made in Japan. Hình thức thì anh em có thể đánh giá. Con này sẽ có giá là 2 triệu 8, tay quay phải. Có bao anh em nhé. Hoạt động vẫn mượt mà. Đấy, nó mượt. Kế tiếp mà số 5. Một con Shimano cọc ti dông Metanium XT. Tay quay phải có giá 1 triệu 2 anh em nhé, gia băng nội địa Nhật, spool titan 7 màu. Hàng đã kiểm tra ngon lành hết rồi anh em nhé, rất là mượt. Kế tiếp mã số 6 là một con Shimano cọc ti dông. Đây là dòng 1001. Giá 1 triệu rưỡi anh em nhé. Spool Titan luôn. Hàng gia băng nội địa Nhật. Con này thì tay quay trái. Rồng cũng mượt mà anh em nhé. Khá là mượt. Số 6 giá 1 triệu rưỡi. Kế tiếp số 7 vẫn tương tự anh em nhé. Có ti dòng 1001. Con này có cước, vẫn giá 1 triệu rưỡi. Gia băng nội địa Nhật. Tay quay trái. Rất là mượt mà. Kế tiếp mã 8 là một con máy Daiwa. Hàng này thì Made in Korea xuất Nhật anh em nhé. Daiwa 150L. Tay quay trái, nó vẫn chạy 5 bậc đạn. Cho nên em đến lóc chẽm nhé. Đồng vẫn mượt mà. Đây là bộ phận hắn của nó anh em nhé. Vì cái dòng đi qua thì thường nó sẽ là hắn số. Đấy, rất là mượt.
Giá con này gửi đến em là 1 triệu anh em nhé. Mã số 8 1 triệu. Kế tiếp, mã số 9 là một con máy Dewa, một dòng dít hoặc là cho anh em câu đáy, câu sông hồ anh em nhé. Một dòng Dewa. Con này là một dòng Dewa 150L Byrex. Con này tay quay trái anh em nhé, máy tròn rất là gọn, cầm gọn trong tay nè. Made in Thái Lan, hình thức đẹp. Keng ha, rất đẹp. Phần cước nè. Hoạt động thì mượt mà anh em nhé. Rất là mượt. Siêu mượt luôn em nhé. Có giá là 2,4 triệu thì con này nó cũng khá hay ha. Anh em cũng có thể mua để câu sông hồ, câu biển, câu vít hoặc là những anh em câu đáy, câu trôi linh. Con này anh em đánh lure mồi nặng vẫn được anh em nhé. Đánh mồi mấy chục gram á nó vẫn đi. Kế tiếp, mã số 10 là một con cọp ti dông tay quay trái 1501, giá 1,5 triệu anh em nhé. Da băng nội địa Nhật, Subun Titan, hoạt động mượt mà. Rất là mượt. Kế tiếp, mã số 11 là một con Shimano cọp ti dông Metanium MG anh em nhé. Dòng này nó siêu nhẹ, rất là nhẹ. Vẫn giá 1,5 triệu. Gia băng nội địa Nhật, Subun Titan 7 màu. Hoạt động cũng rất là mượt mà. Rất là mượt. Hình thức cũng khá đẹp ha. Có dầm chấm chấm mấy cái vết tí thôi, do cái lưỡi câu con mồi á nè. Giá 1,5 triệu mã 11. Kế tiếp, mã 12 là một con Shimano cọc ti dông 1000 tay quay phải anh em nhé. Giá băng nội địa Nhật, giá 1,3 triệu. Hoạt động cũng mượt mà anh em nhé. Rất là mượt mà. Mười hai 1,3 triệu. Kế tiếp là đến phần máy đứng ấy em nhé. Mã số 13 là một con Ben. Đây là một dòng Ben hàng nội địa nhà Mỹ, Made in USA, xuất qua thị trường Nhật anh em nhé. Con này hình thức còn rất là đẹp, tem mát ốc này anh em có thể đánh giá nha. Hàng còn khá là đẹp luôn, không có vết chì xước nào hết, đáng chú ý. Đấy, anh em có thể lưu ý nha. Dây của nó nè, còn dây bên Nhật về luôn nè. Con mã 13 gửi đến em với mức giá là 2 triệu anh em nhé. Ben này là Ben size 5500. Cho anh em câu sông hồ ha, câu cá tra. Ben thì cái dòng đặc trưng, chịu tải cao, nó rất là khỏe và bền. Cốt của nó to nữa nha. Size này thì nó tầm cỡ 6.000 Shimano cũng khá là gọn ha. Anh em câu tra sông hồ thoải mái. Giá 2 triệu mã 13. Kế tiếp mã 14. 14 là một con Daiwa Kiss CDA size 2000. Hàng Made in Thái Lan. Hình thức thì anh em có thể đánh giá nha. Máy có sức dâm với lít tí nè. Em mình soi hết các góc cho anh em xem nha. Hoạt động thì siêu mượt. Cho anh em lure, có lóc, có chẽm, câu đùng, câu chép, câu tay, trợ máy. Đủ thể loại hết anh em nhé. Giá 1,5 triệu mã 14. Cái tiếp 15 là một con Shimano Utera 4000. Hàng da băng nội địa Nhật nè nha.
Con này á, y sơn này nó có sơn một miếng sơn nhũ, không biết nó sơn mục đích để làm gì. Này mình thử luôn anh em nhé. Con máy này còn mới tinh mà nó sơn không biết nhằm mục đích gì mình không biết. Size 4.000, tay quay đôi. Hình thức thì anh em có thể xem nhé. Đó là mới. Thông số dây nè anh em. Động thì rất là mượt. Con này gửi đến em mức giá là 1 triệu 6 anh em nhé. Mã 15 1 triệu 6. Kế tiếp. Mã số 16 là một con Shimano Biomaster C3000 đời 2005 anh em nhé. Hàng made in Japan. Hình thức anh em có thể đánh giá này. Thức còn khá đẹp. Có sức dâm mấy chỗ ha. Hoạt động thì mượt mà. Giá của nó là 2 triệu tư anh em nhé. Giá 2 triệu tư. Mã số 16 2 triệu tư. Kế tiếp đến mã số 17 là một con Shimano Alex 6000. Hàng là hàng Malaysia xuất thị trường Nhật anh em nhé. Con này chuyên dụng cho anh em câu lục ha, câu sông hồ, câu biển. Con này size to 6000. Bắt cá cũng rất là khỏe. Thông số dây thì anh em có thể xem nhé. Hoạt động mượt mà. Con này gửi đến em mức giá là 1 triệu 7 anh em nhé. Mã số 17 1 triệu 7. Kế tiếp 18 là một con Shimano Antares. Tay quay phải, máy còn cả hộp, giá 2 triệu 8. Hàng gia băng này đi Nhật anh em nhé. Hoạt động mượt mà. Đấy nó còn quay nè. Nó là mượt. 18 2 triệu 8. Kế tiếp số 19 là một con Daiwa Kiss. Con này đẹp, full hộp. Hình thức rất đẹp. Mã 19 sẽ có giá là 2 triệu anh em nhé. Một dòng Kiss 2506 nè. Cho anh em lóc chẽm ha. Câu những dây tơ dây nhỏ. Câu cá chép, câu cần tay cỡ máy. Câu tráp, câu hanh, câu đùng, câu bóng đục ha. Lure này có nông thì quăng những cái dòng dây tơ dây nhỏ quăng rất là xa. Hoạt động thì siêu mượt anh em nhé, hình như đẹp mà. Giá 2 triệu. Kế tiếp mã số 20 là một con Kiss. Vẫn tương tự ha, 25. Con này 2004 anh em nhé. Cái size thì cũng gần như nhau, 2506 2004 thì nó cũng gần như nhau nha. 19 10. Hàng made in Thái Lan. Hình thức đẹp. Full hộp, phụ kiện đầy đủ. Giá 2 triệu 2 anh em nhé. Tay quay đôi. Quay đôi rất là chắc nè. Đấy. Con này lưu rê ha. Lưu đùng. Câu cá tráp, cá hanh đây nè. Thì đúng bài. Em đánh dây nhỏ. Tầm dây số 1. Rất đẹp. Soi cho anh em xem nhé. Giá 2 triệu 2 anh em nhé. Mã số 20. Kế tiếp đến mã 21. Vẫn là một con Kiss. Đây là một dòng Kiss Frame 2500. Hàng vẫn là made in Thái Lan. Hình thức đẹp, full hộp. Cho anh em đánh lốc đánh chẽm anh em nhé. Con này lỗ sâu nè. Thông số dây anh em nhé. Giá con này sẽ là 2 triệu 2. Mã số 21. Kế tiếp 22 là một con Shimano Biomaster C3000 đời 2008 anh em nhé. Con này thì nó cũng còn cả hộp. Gia băng nội địa Nhật. Con này xuất sắc. Để anh em có thể đánh giá nha. Giá 2 triệu rưỡi anh em nhé. Mã số 22. Máy này còn cả hộp. Hoạt động mượt mà.
Dòng 2,8 này giờ nó hiếm anh em, mà giá nó đắt nè. Cái form này nó đẹp. Đây là một trong những dòng cuối cùng Biomaster còn sản xuất tại Nhật anh em nhé. Kế tiếp, mã số 23 là một con Dewakis Cydia 2500, hình thức đẹp, full học. Martin Thái Lan. Giá con này sẽ là 2 triệu tư anh em nhé. Hoạt động mượt mà. Cho anh em lóc chẻm anh em nhé. 2 triệu tư. Mã 23. Kế tiếp. 24 là một con Dewakis Frame 1500 anh em nhé. Martin Thái Lan, hình thức thì anh em có thể đánh giá hình thức đẹp con này nè. Thì tất cả bên các dòng máy bên này bán ra cam kết với anh em, thứ nhất là nước sơn rin nè, thứ hai về chất lượng con máy ngon lành hết, mình đã kiểm tra, anh em nhận hàng được phép kiểm tra hàng, kiểm tra chất lượng con máy chính xác như mình báo ở trên video thì anh em thanh toán tiền cho người giao anh em nhé. Còn nếu mà không đúng thì anh em cứ trả hàng lại cho mình, không vấn đề gì hết. Thì mình muốn bán là uy tín là trên hết. Còn cái mà anh em có nhận hay không thì cái đấy tính sau đi. Mã số 24 sẽ có giá là 1 triệu rưỡi anh em nhé. Kiss 1500, nhỏ rất là xinh. Con này có sâu anh em nhé. Cái size này nó cũng ít chứ nó cũng không nhiều đây anh em. Thi thoảng về chứ này mình về được một lọt luôn nè. Đây con Kiss Frame 2000 anh em nhé. Con này cũng khá là đẹp. Made in Thái Lan nè. Đấy, hình thức anh em có thể đánh giá nhé. Sẽ có giá 1 triệu 6 anh em nhé. Hoạt động siêu mượt. Kit này rất là bự và nó bền. Giá 1 triệu 6. Mã số 25. Kế tiếp 26 là một con Dewakis Frame 2500 anh em nhé. Con này size to, độ sâu cho anh em đánh cá lóc cá chẽm nè. Made in Thái Lan. Hình thức thì anh em có thể đánh giá nha. Con này có sức dâm nè. Đấy, sức dâm ở đây anh em nhé. Nhưng mà nó xước trên tổng thể con máy đẹp. Chứ mà nó xước kiểu như là những con máy mà dùng rất là lâu rồi. Anh em nhìn cái form máy anh em có thấy ha. Nó còn mới nhưng mà nó xước. Đấy. Em đánh giá giúp mình. Có cái thứ ngon lành hết nè. Giá 1 triệu rưỡi anh em nhé, 2500. Mượt mà, đánh lóc chẻm. Kế tiếp, mã số 27 là một con Dewakis 2500 anh em nhé. Kit Frame, con này xước xấu nè. Em thấy không, nó xước nè. Em nào không quan trọng ngoại hình thì lấy con này nhé. Con này gửi đến em giá rẻ, giá 1 triệu. Hoạt động thì ngon lành. Hoạt động ngon lành em nhé. Mỡ bò nó hơi khô một tí á. Nó kêu dạng như tầng tầng á. Nhưng mà nó còn mượt là ok. Mã 20. Con này mã 27 anh em nhé. 27 giá 1 triệu. Kế tiếp. 28 là một con Shimano Utera. Con này size 6000, size to ha. Cho anh em cầu biển, câu cá tra sông Hồ, câu lục nè. Hàng còn đẹp anh em nhé. Máy in da băng nội địa Nhật, size 6000. Con máy có ABS đầy đủ hết anh em nhé. Giá con này là 2 triệu rưỡi. Mã số 28, hoạt động mượt mà. Size này anh em cầu biển rất là thích. Hoặc là những anh em câu cá tra. Kế tiếp, mã số 29 là một con Shimano Ultera 3000 anh em nhé. Hàng này là hàng nội địa Nhật, made in Japan nè.
ABS 3.000, cho anh em đánh lóc đánh chẽm ha. Hoạt động mượt mà. Hình thức thì anh em có thể đánh giá nha. Con mã số 29 gửi đến em mức giá là 2 triệu 2 anh em nhé. 29 giá 2 triệu 2. Kế tiếp 30 là một con Shimano Navi 2500, hàng Malaysia xuất Nhật anh em nhé. Con này có ABS. Đồng mực mà. Cho anh em lóc lưu chém. Con này giá rẻ cho anh em luôn nè. Giá 800k anh em nhé. Mã số 30 giá 800k. Hình thức thì anh em có thể đánh giá nha. Hứng còn tương đối đẹp đấy. Kế tiếp 31 là một con Daiwa Kiss CA 3000. Hình thức thì anh em có thể xem nhé. Hàng Made in Thái Lan. Máy có xước dâm anh em nhé. Em lưu ý giúp mình. Nè, xước sơn nè. Xước dâm dưới này, xước sơn. Cối này thì nó cũng có dâm dâm ý anh em nhé. Nhưng nó không có khuyết vào trong. Để anh em lưu ý giúp mình nha. Cái này cũng đơn giản lắm. Anh em lấy tờ giấm mình vuốt ngang là hết nè. Đấy, anh em nhìn nè, cái lô nó không có cắn phía của trong này, nó chỉ bị dâm dâm ở ngoài thôi, dâm cái sơn màu vàng ở ngoài đó. Vuốt ngang nhám là hết nè. Con này thì mình gửi đến em, con này giá rẻ nha anh em, con này giá 1.800.000 anh em nhé, giá rẻ thôi. Kiss 3.000 size to 1.800.000, mã 31. Con này nếu mà đẹp ấy, thì mình hay bán 2 triệu 8, 3 triệu là hàng full hợp đẹp á nè. Con này giá 1 triệu 8 anh em nha. Số 31. Hoạt động ngon lành. Có dây bơ. Máy rất êm anh em nha. Nè, cộng dây đánh nè. Anh em lưu ý giúp mình. Đấy. Nhiều anh em không biết bảo máy kêu e e. Đấy anh em thấy không? Cộng dây đánh vào. Kế tiếp 32 là một con Shimano Utena 2500S. Máy đẹp. Hàng Made in Japan. Cho anh em câu đùng ha. Cáp hanh, cá lóc, cá chẽm, lưu rê. Máy còn rất đẹp. Thức anh em có thể đánh giá nha. Giá con này là 2 triệu anh em nhé. Mã số 32, 2 triệu. Kế tiếp 33 là một con Shimano Biomaster 2500, đời 2008, đời cao anh em nhé. Hàng Made in Japan. Lưu sâu nè, cho anh em đánh lóc chẽm câu đùng ha. ABS. Hình thức thì anh em có thể đánh giá nha. Cũng còn khá đẹp đó. Bamba này sẽ có giá là 2 triệu 3 anh em nhé. Bamba 2 triệu 3. Kế tiếp 34 là một con Shimano Biomaster C3000 đời 2005. Máy có bao. Hàng đẹp. Mắt. Con này hàng Malaysia anh em nhé. Con này mình ghi nhầm giá rồi. Mã 34 này sẽ có giá là 2 triệu anh em nhé. 34 giá 2 triệu vì nó là hàng mà Malaysia. Hàng đẹp keng. Nó cũng không khác gì hàng da băng thôi, chỉ khác nơi sản xuất thôi anh em. Bên trong linh kiện của nó như nhau hết, thay qua được luôn á anh em. Không khác cái linh kiện nào hết. Kế tiếp 35 là một con Shimano Tin Power 2500S. Cho anh em đánh đùng cháp hanh ha. Lure Tin Power của anh em đây. Hôm nay về một con. Con này mới tinh anh em nhé. Rất là mới. Còn cả bao luôn. Tay quay đôi nữa. Thấy anh em chuộng lắm. Anh em nhìn cái tem Shimano mà. Còn đẹp không? Con này hỏi ít dùng lắm anh em. Biết nè.
quay cận cho anh em xem những từng con ốc ha. Thông số dây đi, hoạt động thì siêu mực. Thì con Thin Power này gửi đến em mức giá 2 triệu 8 anh em nhé. Mã số 35, 2 triệu 8. Kế tiếp đến phần 36 là một con Shimano Ultera 4000. Con này đời cao anh em nhé. Ultera này đời 2008 hay là 2010 gì đấy. Hàng made in Japan, nội địa Nhật, hình thức đẹp. Em có thể đánh giá nhé. Đấy, soi cho anh em xem ha, máy còn cước 4000 cho anh em đánh lóc đánh chẻm câu cá tra thoải mái, hoạt động mượt mà, máy còn cả bao. Giá gửi đến anh em là 2 triệu 7 anh em nhé, mã số 36, 2 triệu 7. Kế tiếp 37 là một con Shimano Ultera 2500, con này đáng cho anh em sưu tầm. Hàng này thì nó sản xuất vào năm 1998 anh em nhé. Đây năm 98 nè. Tuổi thọ của nó đến giờ là 23 năm, 23 24 năm ha, mà hình thức nó như mới như này. Hàng đầy đủ phụ kiện. Đấy. Sách vở bao máy đầy đủ hết. Cái này đúng kiểu mà mua rồi chỉ bỏ nhà trong tủ thôi chứ không câu nè. 23 năm mà. Hàng Japan là điện Nhật anh em nhé. Con máy như mới, không có gì phải bình luận hết. Cái tem Shimano này chưa nhăn luôn. Cái tem này là khi mà anh em mua máy mới nó sẽ có một cái tem ở trên anh em nhé. Anh em gắn vào cái bát đấy. Gắn tầm 1 2 lần là tem này muốn chóc ra. Mà con đẹp như này. Đấy anh em có thể xem nhé. Đánh giá giúp mình. Nó đẹp. Con này gửi đến em mức giá 1 triệu rưỡi, 37 giá 1 triệu rưỡi. Hàng đẹp như này mà giá này cũng khá là ok anh em nhé. Giá cũng hợp lý cho một con hàng chắc như này. Này nó thiên về lưu niệm nhiều cho anh em sưu tầm ấy. Kế tiếp 38 là một con Shimano Biomaster đời 2008 đời cao anh em nhé. Con này là hàng chưa sử dụng. Nó ghi bản là chưa dùng lần nào hết. Ở cửa hàng nó chú thích như vậy đó anh em. Mới chưa xài ha, thì bên trong bao máy sẽ hướng dẫn. Con này mua thì nó tặng kèm một cái con máy này nè. Đấy. Tặng kèm con máy 2000 nữa. Em quay tí về con này anh em nhé. Cái đời này nó cũng bây giờ nó cũng ít lắm nha, giá cao. Nè, bao máy còn gấp vuông nè, chưa bóc ra, sách hướng dẫn đầy đủ ha. Cái hộp còn mới tinh. Con này chưa dùng. Nó còn một cái bao xốp ngoài chống sốc nữa ha. Mình bỏ ra một bên này anh em nhé. Chung đây là hàng mới luôn rồi. Nói vậy đi cho anh em dễ ha. Cái thông số dây nè. Con này anh em về mua ngắm cũng được nữa. Rất đẹp. Phun hộp. Thì này nó tặng kèm theo con này anh em nhé. Mình mua con máy này thì có hàm thêm kèm con này nữa. Đấy. Con này gửi đến em mức giá là 4 triệu anh em nhé. Thì đây anh em lưu ý đây là hàng mới anh em nhé. Đấy anh em nào muốn hàng đẹp thì chơi thôi. Chứ mấy cái hàng này nói hẳn luôn. Bây giờ kêu mà kiếm con thứ hai hàng mới như này mình cũng không biết kiếm đâu ra nữa. Cái đó là thực tế luôn, anh em cứ xem những cái video của mình đi. Cái đời 2008 này bây giờ nó thật sự nó rất là hiếm. Nó giống như mấy con Daiwa Kid vậy đó nè. Mà hàng mới chưa sử dụng á. Hàng mới chưa sử dụng bảo đảm bây giờ chắc không có luôn á, Daiwa Kid đó. Thì nó cũng tương tự vậy thôi. Rất là hiếm. Size 4000, size to nữa. Rất là mực em nhé. Giá 4 triệu.
Mã số 38. Máy này hoạt động ngon lành anh em nhé, size 2000. Kế tiếp 39 là một con Biomaster C3000. Con này nó vẫn có hộp. Hình thức đẹp anh em nhé. Cũng có xước. Có xước dăm dăm nè, dưới đít nè, anh em thấy không? Mấy vết nè. C3000. Con này sẽ có giá là 3 triệu 2 anh em nhé. 3 triệu 2, mã số 39. Biomaster C3000 có dây BR nè. Lưu ý nha, có mấy vết xước ha. Đấy, quay cận cho anh em xem đó, còn lại mới tinh à. 3 triệu 2. Biomaster mã số 39 C3000 vẫn đời 2008. Hàng made in Japan. 40 là một con Shimano Ultera. Con này 4000. Hàng như mới chưa sử dụng. Giống như con Biomaster 4000 lúc nãy, cũng mới tinh như mới ha. Full hộp, phụ kiện đầy đủ. Ultra 4000 da băng. Con này sẽ có giá là 3 triệu anh em nhé. Mã số 40, 3 triệu. Quay còn cho anh em xem nè. Từng con ốc của nó anh em nhé. Rộng rất là mực. Vì những cái con này thực chất ra nó rất là ít sử dụng anh em ạ. Nó còn mới tinh à. 41 là một con Shimano Team Power anh em nhé. Team Power này là một dòng Team Power 6000 BG cho anh em câu sông câu cá tra ha. Hình thức con máy em có thể đánh giá nha, da băng nội địa Nhật nè. Đấy. Team Power 6000. Cối còn ngon lành anh em nhé. Thông số dây đây. Con này câu biển. Dòng BG rất là khỏe. Câu sông hồ, câu biển, Shimano. Tay quay đổi trái phải được hết em nhé. Tất cả các dòng máy đứng bên mình, tay quay đều đổi hai bên được hết. Con mã 41 này sẽ có giá là 4 triệu. Team Power, dòng máy size lớn cho anh em câu biển ha, câu cá tra, câu sông hồ hoặc là anh em câu hồ dịch vụ. Kế tiếp mã 42 là một con Shimano SW6000 BG, dòng máy chuyên dụng cho anh em câu biển ha, hoặc là câu cá tra sông hồ. Con máy này thì tổng thể nó cũng còn mới tinh à. Hàng này là hàng Malaysia xuất Nhật anh em nhé. Hàng này đề cao của Malaysia nó làm. Đấy, rất là đẹp. SW6000 BG cho anh em câu cá tra, câu biển ha. SW thì có chức năng kháng nước mặn. Có trên mấy con máy Stella cao cấp anh em. Đúp á. JBL còn nè, JBL bên Nhật về ha, rất là đẹp. Giá con này sẽ là 3 triệu anh em nhé. Mã số 42, 3 triệu. Hàng như mới. Kế tiếp mã số 43. 43 là một con Daiwa Milonex ST9000. Con này khá là độc ha. Hoạt động mực mà. Đấy, khóa chiều này nha. Đảo chiều ha, khóa chiều. Đây là bay tuner xả nhanh nè. Moving thì nó dẫn sau đít anh em nhé. Nè, đấy đang xả nhanh nè. Anh em bật này lên là nó sẽ khóa lại. Đấy. Hoạt động mực mà. Con này anh em cũng có thể mua sưu tầm ha, Milonex. Gia băng nội địa Nhật, giá 1 triệu 9 anh em nhé. Size tương đương cả mười mấy nghìn Shimano, xe to nha anh em. Kế tiếp, mã số 44. 44 là một con Tem Daiwa, một dòng máy trâu bò của Daiwa ha. Đây, con này còn rất đẹp. Tem Daiwa 4000 da. Size tương đương của nó là 6000 Shimano anh em nhé.
Con này thì cốt to cho anh em câu biển ha. Lực tải con này nó lên đến là 20 mấy ký rồi anh em, rất là lớn. Con này lực tải cho đến từ 15 cho đến 20 hoặc là 25 kg. Lúc trước mình về hàng có hộp á, lực tải của nó khỏe như cái con Daiwa Satiga luôn á anh em, rất là khỏe. Hàng tem lụa, tem vàng nè, máy đinh da bằng, máy hai lô anh em nhé, còn cả bao zin của máy. Hình thức thì anh em có thể đánh giá ha, máy hình thức cũng còn khá là đẹp ấy. Con này câu cá tra sông hồ câu biển rất là khỏe, hoạt động mượt mà. Rất là mượt em nhé. Giá là 3 triệu rưỡi anh em nhé. Mã số 44 3 triệu rưỡi. Tem đeo qua. Kế tiếp 45 là một con đeo qua Eberlem 4500 EA anh em nhé. Con này thì hàng tem lụa, made in Japan này, ABS, hình thức đẹp, cối nong, mô bin sóng, chống rối cước nè, cho anh em câu lục, câu bạc, câu biển nha. Size tương đương cỡ 14.000 Shimano cho anh em câu lục nè, rất là mượt. Giá của nó sẽ là 2 triệu 6 anh em nhé. Cái hàng này nó bền lắm anh em. Kế tiếp 46 là một con Shimano Bowero. Bowero này thì size tương đương nó cỡ 12.000 Shimano anh em nhé. Tiếp 3 và tiếp 5 cho anh em câu lục, câu bạc, bờ biển ha. Con này chạy 6 bậc đạn nè. Hàng made in Japan. Hình thức thì anh em có thể đánh giá anh em nhé. Cối nó còn dây bia nè, động thì mượt mà, này nó đánh cái cước cà ten ten anh em nhé, động mượt lắm. Giá gửi đến em là 2,3 triệu anh em nhé. Mã số 46 2,3 triệu. Kế tiếp 47 là một con Shimano Beomaster GT 9000, hàng made in Japan anh em nhé. Beomaster 9000, cối nong, mô bin sóng, chống rối cước nè, cho anh em câu lục, câu bạc, vào biển ha. Ta quay gỗ Beomaster. Hoạt động ngon lành anh em nhé. Mượt mà. Con này có vẻ nó hơi khô mỡ bò tí, anh em quay tầm vài ngày là nó trơn lại, quay thì nó mượt lắm anh em. Con này gửi đến em mức giá 1,4 triệu anh em nhé, giá rẻ cho anh em chơi. 47 1,4 triệu. Kế tiếp 48. 48 là một con Shimano Brosup anh em nhé. Đây tiếp tục lên Brosup cho anh em nè. Anh em hỏi nhiều lắm. Con này thì nó còn bao zin, những cái miếng đệm nè, đệm miếng treo quả lô Brosup. Con này thì tiếp 3 tiếp 5 anh em nhé, hai tiếp nè. Hàng made in Japan, hình thức cũng còn khá là đẹp. Đây anh em có thể đánh giá. Có xước nhầm nhầm mấy chỗ chấm chấm mấy cái nè. Brosup made in Japan. Con này là hàng cao cấp của Shimano. Có bay tuner xả nhanh anh em nhé. Đấy, anh em siết nhẹ một tí cứng nè. Anh em vặn tí ra là vậy thôi. Đấy bắt đầu lỏng nè anh em thấy không? Siết vô một tí nè. Cứng. Đấy. Siết vô một tí nữa là cứng ngắc luôn anh em. Thì cái chức năng này là chỉ có trên những con máy câu lục cao cấp anh em nhé, con bower cao cấp. Con này sử dụng công nghệ ABS by tuner cho anh em câu lục bạc và biển nha. Size tương đương nó là 14.000 Shimano cho anh em săn hàng chấm đen.
Câu cá khủng anh em nhé. Mã số 48 sẽ có giá là 3 triệu 8 hai cói anh em nhé. Có bao zin và những cái miếng đệm cói. Cái tiếp 49 thì nó vẫn tương tự, khoảng một con bờ súp. Tiếp 3 và tiếp 5. Cái gì bây giờ này? Gì này xịn sò lắm nha anh em. Hai con đều có hết. Hình thức cho anh em phải đánh giá anh em nhé. Con này thì nó vẫn giá như vậy, giá 3 triệu 8 một con, hai cối. Rất là mực mà. Cứng nha. Xả ra một tí là lỏng rồi nha. Tiếp vào cứng. 49 giá 3 triệu 8. Tiếp 3, tiếp 5. Kế tiếp 50. Đây hôm nay về một con C4 cho anh em nữa đây. Lâu lắm mới về một con này. Đây là một dòng Shimano. Dòng C4 cộng anh em nhé. Dòng tua nhanh. Gọn nhẹ. Cho anh em câu lục. Hàng Malaysia xuất Nhật anh em nhé. Con này thì nó cũng không xa lạ với anh em mày. Trên những anh em họ câu lục thì dùng nhiều lắm. Dòng này đặc trưng ấy, là nó gọn nhẹ. C4 này tua nhanh. Đấy nó chỉ bao nhiêu đó công nghệ ha. Cái giá của nó thì nó cũng khá là cao anh em. Bây giờ cho dù là hàng cũ. Body nó làm nó giống cái con Spinjoy ha. Nhưng mà nó vuốt, nó gọn hơn con Spinjoy tí. Bên trong thì nó còn JBL nè. Con này hay cói anh em nhé. Đây, nó hay cói đây. Đấy. Giá của anh em vẫn là giá 3 triệu 8 anh em nhé. Hình thức thì anh em có thể đánh giá nè. Máy còn khá đẹp. Kế tiếp 54 là một con Shimano Spinjoy Bowero ha. Đấy. Mã 51 sẽ có giá là 3 triệu rưỡi anh em nhé. Hai cối, tiếp 3 và tiếp 5 cho anh em câu lục câu bạc bờ biển ha. Hàng này Malaysia xuất Nhật mình bán rất là nhiều rồi nha anh em. Body nó làm rất là đẹp, gọn. Ba triệu rưỡi mã số 51. Kế tiếp đến mã số 52. Đấy anh em có thấy mã 52 vẫn là một con Bowero luôn anh em nhé. Đây một con Bowero hai cối. Hàng này như mới chưa sử dụng anh em nhé. Có bao sách hướng dẫn đầy đủ hết. Đây hình thức con máy gần như mới luôn em, mới tinh. Mà cối nó thì nó nằm ở trong hộp như này nè. Cối này mới cũng chưa xài luôn. Thì con này thì tiếp 3 và tiếp 5 anh em nhé. 3 và tiếp 5 mới tinh à. Bowero 6.000 tương đương 12.000 Shimano cho anh em câu lục câu bạc và biển ha. Con này gửi đến em mức giá là 2 triệu 8 anh em nhé. Mã số 52, 2 triệu 8. Rất đẹp. Giá bằng nội địa Nhật nè. Số 52, 2 triệu 8. Kế tiếp 53 vẫn là một con Brusup. Con này thì một cói anh em nhé. Tiếp 5 nè. Máy hình thức có xuất sắc. Sức dâm nè. Em lưu ý giúp mình ha. Đấy sức dâm nè. Máy cái gì bị ơi. Tiếp 5 nè. Bay tuner xả nhanh anh em nhé. Giá 2 triệu 8 anh em nhé. 2 triệu 8 Pro Sub. Kế tiếp 54 là một con Shimano Bowero. Shimano Bowero anh em nhé.
Con này thì nó vẫn là hàng chuyên cho anh em câu lục câu bạc bờ biển ha, hai cối nè, mới tinh chưa sử dụng. Thì một cái đây là một cái tiếp tiếp 5 anh em nhé. Đây là một tiếp để mình xem tiếp 2 và tiếp 5. Con này cũng mới tinh như mới anh em nhé, rất là mới. Đấy anh em nhìn hình thức con máy nè. Lên keng nhìn cái đít nữa nè. Đấy. Mới keng này anh em. Con này thì nó vẫn còn bao máy ha. Bay tuner sẽ nhanh. Mã số 54 này sẽ có giá là 3 triệu 8 anh em nhé, hai cối. 54 3 triệu 8, cái tiếp 55 là một con Navi 6000 BG, hình thức có xuất sắc nè. Malaysia xuất Nhật, con này còn cả hộp. Hộp bao đầy đủ. 55 giá 1 triệu 8 anh em nhé, cho anh em câu biển, câu cá tra. 6000 BG 1 triệu 8. Kế tiếp 56 là một con Bro Sup. Con này full hộp anh em nhé. Còn hộp đầy đủ phụ kiện hết. Sách hướng dẫn, bao máy, những cái thứ linh ta linh tinh đủ hết ha. Con này tiếp 3, tiếp 5. Đây tiếp 5 có dây BR nè, hình thức con máy còn cũng khá là đẹp. Bro Sup da băng nè. Giá con này sẽ là 3 triệu 9 anh em nhé. Bay tuner sẽ nhanh. Máy còn rất đẹp. Hoạt động mượt mà anh em nhé. Cho anh em câu lục mà. 57 là một con Shimano Power Swing Cutter SD. Đây là một dòng máy chuyên cho anh em câu lục anh em nhé. Thì con này tiếp 3 và tiếp 5 nè, tương đương cũng tầm con Bro Sup kia, size 12.000 cho anh em câu lục câu bạc bờ biển. Máy còn full hộp anh em nhé, con này hai tiếp anh em nhé. Đấy, con này hai tiếp, nó còn một cái tiếp bên kia nữa đấy anh em. Con này gửi đến anh em mức giá là 3 triệu 2 anh em nhé. 3 triệu 2. Hai cối full hộp cho anh em câu lục câu bạc bờ biển ha. Malaysia xuất Nhật. Cuối cùng là một con đấy, hình thức nó phù hợp vậy đó anh em, hai cối anh em nhé. Đây một cối giống đây nè, giá 3 triệu 2. Cuối cùng là một con Daiwa Power Sup, con mã 58 này thì chuyên dụng cho anh em đánh lục anh em nhé. Power Sup 4.000 tương đương cỡ 12.000 Shimano này. Made in Thái Lan. Con này có quýt đan hỗ trợ xả nhanh em nhé. 58 giá 2 triệu tư, hoạt động mượt mà. Thì sẵn đây mình cũng giới thiệu anh em một số dây anh em nhé. Đây dây anh em thời gian qua dặn khá là nhiều nè, chuyến này về được cũng tầm mười mấy cuộn á. Thì anh em nào nhanh tay thì alo cho mình ha, mình sẽ gửi cho anh em. Giá vẫn như cũ anh em nhé, 900 ngàn một cuộn, giá vẫn như cũ. Đây là một dòng Shimano Whitbull size 2.0 à. 150 m, dây có 5 màu anh em nhé. Được tải của nó là 19,5 kg. Hàng này là hàng sản xuất tại Nhật, đang bán tại cửa hàng tại Nhật. Anh em lưu ý nhé, không phải hàng ở bên Việt Nam nó bán anh em nhé. Dây Whitbull Việt Nam thì chất lượng nó khác, nó không có bằng này đâu. Việt Nam thì nó cũng bán rẻ, rẻ hơn tầm cũng 200 ấy. Mà nó không có cái dòng 5 màu này, nó chỉ có một màu thôi. Đây, Pitbull 5 màu nè. Cái này bên Nhật giá nó cũng cao lắm, ít có người nhập về lắm nha. Vì mình lắm anh em nhé. Size này là size chuẩn cho anh em lưu lốc lưu chẽm á, 150 m nè. Giá 900k một cuộn ha. Thì anh em hay kêu mình tìm dây chính hãng của Nhật Shimano về á. Nên về được một ít anh em nhé, 900 một cùng.
Đây mình về được hai cuồng cước nè. Cước này cho anh em câu cá tra nha em nhé. Thì 100m 0,47mm em nhé. Thì cước màu trắng nè. Đây hàng made in Japan em nhé, sản xuất tại Nhật. Có công ty đầy đủ anh em nhé. Cước này mình bán là 500 một cuồng anh em nhé. 100m size 0,47mm nè, sợi chuẩn câu cá tra sông hồ anh em nhé. Có hai cuồng duy nhất à, 500 một cuồng. Thì tổng quan sơ lược giới thiệu đến anh em là 58 con máy. Anh em thích con nào cứ lô trực tiếp với shop mình qua số điện thoại 0976 977106. Chào toàn thể anh em.